Xin chào cả nhà, hôm nay đã đến với kênh của mình. Cả nhà ơi, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm bánh chuối kiểu mới nha. Đó là bánh chuối bột bán nước cốt dừa. Bánh chuối này vừa dẻo, vừa giòn, vừa béo, vừa ngọt, rất là ngon. Và đặc biệt là mình để qua đêm bánh vẫn dẻo, vẫn ngon, không bị cứng nha cả nhà. Cách làm như thế nào? Mời cả nhà cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có một nải chuối cao 750g, một muỗng cà phê bột nghệ. Ở đây mình có 2 phần đường, mỗi phần đường 100g, muối, 30g bột năng, 70g bột gạo. Và ở đây mình có một phần bột năng 300g, 100g bột bán mình đã ngâm nở, 400ml nước cốt dừa. Đầu tiên mình sẽ cho 100g bột bán mình đã ngâm nở vào nồi, bật lửa nấu. Mình nấu đến khi nào bột bán cong như vậy là được. Mình cho bột bán ra một cái rây và để cho bột bán ráo nước nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi lột chuối nha. Ở đây mình sử dụng chuối cao. Chuối cao khi mình làm bánh chuối thì chuối sẽ có màu đẹp hơn và sẽ có mùi thơm hơn là chuối sim hoặc chuối già. Nhưng mà bánh chuối thì mình có thể làm bất kỳ loại chuối nào đó cả nha. Mình lấy cho thật là sạch chỉ ở trên trái chuối nha. Và mình đã lột xong chuối rồi nè. Mình để chuối trên tấm thớt và mình sẽ dùng dao để mình đập chuối cho nhuyễn ra nha. Mọi người cũng có thể mang bao tay và bóp chuối bằng tay, nhưng mình thích đập như vậy thì chuối sẽ nhuyễn hơn. Sau khi mình đập chuối xong, mình cho vào 100g đường, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nghệ để cho bánh chuối mình được đẹp hơn. Mình trộn đều hỗn hợp này lên nha. Tiếp theo mình sẽ cho 300g bột năng vào trong thao bột và mình cũng sẽ trộn đều phần bột này với chuối. Sau đó mình sẽ cho 100g bột bán mình đã nấu xong rồi nè và cũng để cho ráo nước rồi. Tiếp theo mình cho vào 100ml nước nữa nha cả nhà. Khuấy đều hỗn hợp này lên. Bây giờ mình sẽ đổ phần bột này vào trong khuôn nha. Thì khuôn này mình đã dùng lá chuối để lót xung quanh rồi cả nhà. Mình hạn chế dầu ăn á, cho nên mình không có thoa dầu ăn mà mình sử dụng lá chuối. Nếu cả nhà không có lá chuối thì mình sử dụng giấy nến hoặc là mình thoa dầu ăn vào khuôn nha. Bây giờ mình sẽ để vào trong sửng mình hấp nè. Mình hấp trong 30 phút. Bây giờ mình sẽ đi pha phần nước cốt nha. Đầu tiên mình sẽ cho 70g bột gạo, 30g bột năng, 100g đường, nửa muỗng cà phê muối và 400ml nước cốt dừa. Mình khuấy cho phần bột này được tan mịn ra nha. Sau đó mình sẽ lựa qua một cái rây. Sau 30 phút hấp bánh, mình dở nắp ra. Phần bánh này của mình đã chín rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần bột màu trắng lên trên nha. Đậy nắp lại, mình hấp thêm 20 phút nữa. Bánh của mình đã chín rồi cả nhà. Bây giờ mình chờ cho bánh nguội nha. Sau khi bánh đã nguội hẳn, mình sẽ lấy bánh ra cho cả nhà xem nè. Bây giờ mình sẽ gỡ lớp lá chuối ra nha. Bánh chuối của mình có màu vàng rất là đẹp mắt luôn cả nhà ha. Mình dùng màng bọc thực phẩm bọc con dao của mình lại để mình cắt bánh cho khỏi có dính dao nha cả nhà. Cả nhà thấy nè, bánh của mình cắt ra vàng đẹp và rất là dẻo luôn đó. Mình sẽ cắt thêm một miếng bánh nữa nha.
bánh vàng đẹp và mình nhìn thấy những cái hạt bột bán trong trong nè, nằm xen trong cái lớp bánh ha. Nhìn rất là ngon luôn đó cả nhà. Mình đã bày bánh ra dĩa rồi. Cả nhà nhìn thấy dĩa bánh của mình có đẹp không? Bây giờ mình sẽ lấy một miếng bánh cho cả nhà xem nè. Không biết cả nhà có nhìn thấy những cái hạt bột bán nằm xen ở trong miếng bánh của mình không ha? Ở bên ngoài thì mình thấy rất là rõ luôn đó cả nhà. Bây giờ mình chấm vào nước cốt. Mình sẽ ăn thử một miếng. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Bánh chuối dẻo nè, ngọt vừa phải, chấm vào nước cốt thì béo ngậy luôn. Và đặc biệt là bánh có độ giòn nhẹ do mình có để bột bán vào đó cả nhà. Rất là ngon và cũng rất là đặc biệt luôn. Cả nhà hãy làm bánh chuối theo công thức của mình, xem cả nhà có thích không nha. Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like. Ai chưa đăng ký kênh của mình thì cả nhà hãy nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo. Để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình. Video của mình sẽ phát sóng vào tối thứ tư và chủ nhật lúc 18:30 hàng tuần. Cả nhà đón xem giúp mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!